Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, pháp lệnh phòng dịch của nhà nước và quy định về việc phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ được tuyên truyền thông báo liên tục hàng ngày đến từng người dân trên các phương tiện truyền thông. Vậy mà, các linh mục có ý đồ chống đối đã bất chấp tất cả, coi tính mạng của người dân không bằng cỏ rác, tiếp tay cho việc gieo rắc sự chết chóc trong mùa đại dịch. Liệu có xứng đáng là một người linh mục chân chính đem tin mừng cho mọi người hay không? Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Sinh mạng của người dân, lớn hay nhỏ, gửi các linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh và linh mục Trần Đức Trì của Nguyễn Ran. Sự việc đêm 4 tháng 4 vừa qua, hàng loạt nhà thờ trong giáo phận Hà Tĩnh tổ chức hành lễ với hàng ngàn người tập trung tham dự, bất chấp sắc lệnh của Tòa Thánh Vatican và thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc hành lễ trong mùa dịch, bất chấp quy định của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 là một việc làm hết sức sai trái và nguy hiểm. Việc làm trái cả về đạo Chúa và đạo đời này đã gây nên sự bức xúc rất lớn trong cộng đồng dân cư toàn quốc. Bà con giáo dân cả nước cũng không đồng tình với việc làm sai trái này của một số linh mục ở đây. Chính vì vậy mà chính quyền và cơ quan chức năng đã mời các linh mục này lên để nhắc nhở, khuyến cáo và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch của chính phủ. Thay vì thấy được việc làm sai trái của mình, thì một số linh mục đã loanh quanh đổ trách nhiệm cho giáo dân và thách thức chính quyền. Điển hình là linh mục Phêrô Trần Đức Trì, quản sứ Đông Cường, Đức Thọ. Tại đây, đại diện chính quyền đã nhắc nhở việc làm vi phạm pháp luật về phòng chống dịch và yêu cầu phải chấm dứt. Nhưng ông Trì đã không thừa nhận việc làm sai trái của mình và đổ vấy trách nhiệm cho giáo dân. Ông ta biện minh rằng mình không tổ chức hướng dẫn mà do giáo dân tự đến. Là linh mục mà ông Trì có thể viện ra được những lý do quá khôi hài và ngớ ngẩn đến vậy sao? Giáo hội có giáo luật, có quy định chặt chẽ, cụ thể về việc tổ chức hành lễ tại nhà thờ. Không có ai được phép tự ý tập trung tại nhà thờ hàng trăm con người như vậy. Mà chính ông ta đã chủ trì buổi lễ hôm đó, sao lại nói là giáo dân tự đến? Đáng phê phán nhất là ông Trì không những không nhận thức ra việc làm sai trái của mình, mà còn thách thức chính quyền rằng, làm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, thích làm lớn chuyện thì ta làm lớn chuyện. Đài truyền hình Hà Tĩnh đã phát đoạn băng này tối 6 tháng 4 vừa qua. Không thể tin được đây là những lời nói, thông điệp của một vị chủ chăng, ít ra cũng có sự hiểu biết tối thiểu về luật pháp và kinh phúc âm của Kitô giáo. Những lời nói đó không khác gì một kẻ giang hồ vô học trong giới xã hội đen, chứ không phải là một linh mục. Trong khi đó, sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 do Hồng Y Robert Sarah, Bộ trưởng Tòa Thánh Vatican đã ký ngày 25 tháng 3, thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 27 tháng 3 đã quy định và hướng dẫn rất rõ về việc không tập trung hành lễ đông người trong mùa dịch. Pháp lệnh phòng dịch của nhà nước và quy định về việc phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ được tuyên truyền thông báo liên tục hàng ngày đến từng người dân trên các phương tiện truyền thông. Vậy mà các linh mục này đã bất chấp tất cả, coi tính mạng của người dân không bằng cỏ rác, tiếp tay cho việc gieo rắc sự chết chóc trong mùa đại dịch. Liệu có xứng đáng là một người linh mục chân chính đem tin mừng cho mọi người hay không? Ông Trì nói, làm lớn chuyện thì ta làm lớn chuyện, thích làm lớn chuyện thì ta làm lớn chuyện. Chuyện bảo vệ tính mạng cho người dân là lớn hay nhỏ, việc bất chấp sắc lệnh của Tòa Thánh Vatican, thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam và pháp luật của nhà nước, quy định của chính phủ thì lớn hay nhỏ đây? Ông làm lớn chuyện thì làm được gì đây? Rung chuông nhà thờ của giáo xứ để hối thúc chiên lành đi chống lại chính quyền chăng? Liệu có ai nghe ông suối bậy việc này nữa không? Liệu chính quyền có bó tay ngồi yên cho ông làm loạn hay không nhỉ? Buồn cười cho cách tư duy của anh chột làm vua xứ mù quá ta. Hãy nhìn rộng ra. Ở Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, cảnh sát vào tận nhà thờ còng tay lôi ra vứt lên xe thùng những linh mục chống lại sắc lệnh của Tổng thống về phòng chống dịch. Ở Ấn Độ, cảnh sát cầm gậy vụt không thương tiếc những tín đồ từ cửa nhà thờ bước ra do không chấp hành quy định phòng chống dịch của chính phủ. Hàn Quốc xóa sổ giáo phái Tân Thiên Đường vì tác nhân chính làm cho dịch bùng phát. Ở Philippines còn cho bắn hạ những kẻ vi phạm quy định về chống dịch mà không cần xét xử. Nhìn lại ở nước Việt ta, thì sự tôn trọng nhân nhượng với những kẻ bất chấp tất cả như thế liệu có cần thiết và đúng mực hay không? Sự sống của con người là thánh thiêng, được mặc khải trong kinh Tin Mừng Sự Sống. Bởi sự sống của con người là quý giá, là họa ảnh của Thiên Chúa trong mỗi con người. Ai chống lại hoặc tiếp tay gieo rắc
Cái chết không những chống lại con người mà còn chống lại Thiên Chúa. Anh em đạo hữu cần nhận thức cho thấu đáo, có đức tin vào đạo không có nghĩa là phải tin vào và tuân thủ những việc làm sai trái của những kẻ mang danh linh mục như thế. Thực ra đó là những kẻ giả hình đang chống lại Đức Chúa của mình. Sinh mạng của mỗi con người, lớn hay nhỏ, chống lại sắc chỉ của Tòa Thánh, Hội Bộ Đồng Giám Mục, pháp lệnh của nhà nước, quy định của chính phủ, lớn hay nhỏ, người hiểu biết chắc hẳn đã rõ. Ông chỉ muốn làm lớn chuyện được như thế nào và kết cục ra sao, chắc hẳn không ai không biết nó sẽ ra sao rồi đó.